Hello, xin chào mọi người nha. Này anh em mình lại đi cắm câu rồi đây. May thì đi hơi muộn mọi người ạ. Giờ chắc 6 rưỡi rồi. Giờ mới bắt đầu đi câu. Hôm qua là 8 rưỡi ăn cơm. Hôm nay chắc 10 rưỡi mới ăn cơm. Hôm qua cắm vài câu rồi, cắm hết rồi. Quay đi ra mồi rồi mới tối. Giờ chưa cắm đã tối rồi. Không biết pin chịu đựng được bao lâu. Ôi. Anh em vừa cắm câu xong rồi nữa. Hết cần câu dài, hết cần câu ngắn. Ui, chết chưa? Có mồi. Này. Mẹ con rất tốt, cái tấm này con phá mồi quá. Ôi, mày kéo đi đâu xa đấy? Mẹ kéo dây đâu rồi? Không thấy cử động gì luôn. Chết rồi. Mới cắm xong quay lại chẳng được cái nào. Phải im re luôn. Đây rồi. Cá lóc. Như tụi người thấy không? Con này rất ngang con hôm qua. Kéo ra sàn. Mất công này. Ôi trời, này cắm ghê vậy. Đi hàm cá mập luôn. Ít nát mồi luôn. Này chán quá mọi người ơi. Chẳng được cái gì. Cầu suốt tiếng đồng hồ. Nắp bộ cho con. Chắc cái đồ. Lóc lóc. Đúng lại gớm rồi. Con này nó cắn câu sâu rồi nhỉ. Như hôm qua ấy. Dạ. Chết tôi. Dính một con rồi. Hình như bên này hay hơn. Hết mồi chưa?
sâu lắm luôn, đúng quá. Loại ba tư luôn rồi. Biết bỏ đâu nè. Phải được rồi. Con này nhanh chết vậy nhỉ. Tay sâu lắm, là sao biết rồi đó. Đất này nâng quá, quá 8:30 là được ăn rồi. Ấy kìa. Đất luôn rồi. Ô ô ô ô. Sống luôn. Hay thật. Cơm rồi. Hơn 10 giờ rồi. Mưa. Mời mọi người ăn cơm cùng hai anh em mình nha. Hơn 10:30 rồi mọi người ạ.
Hơi đói thôi chứ không đói lắm. Hôm nay anh em có cá, có lươn này. Này có ít rượu nữa. Quên mồi à, luôn rồi.
cơm xong thì hai anh em mình sẽ nghỉ một chút rồi anh em đi thăm lại câu nhà mọi người. Chắc hôm nay ngủ lại đây là mưa về đường trơn lắm mọi người ạ. Ăn xong nghỉ ngơi xong lại đi thăm câu. Thăm không được anh em bút cần luôn mọi người. Có khi ngủ quên là ngủ sáng là vì hôm nay mệt quá. Hai ngày mình thấy mệt mỏi, mũi đốt cũng mệt lắm. Và mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người. Trời mưa quá mình không quay được, với lại mình đi thăm á mình sẽ không quay lại được nha. Trời mưa to quá. Em sẽ lấy cái áo mưa thì quấn đại rồi ngồi nghỉ thôi. Giờ cây cối không có chẳng có gì, lấy mới dựng làm cái lán nhỏ này. Ăn xong thì ngơi xíu lại đi thăm. Mưa đây mọi người ạ. Thôi mình xin dừng video tại đây nha mọi người. Xin chào mọi người nha.